Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Anatoly Antonov ngày 22 tháng 5 cảnh báo, việc các nước phương Tây có kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine sẽ đặt ra câu hỏi về sự can dự của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Antonov lý giải, Ukraine không có hạ tầng nào phục vụ việc vận hành F-16. Họ cũng không có số lượng phi công cũng như kỹ sư cần thiết để bảo dưỡng máy bay. Điều gì sẽ xảy ra nếu các chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất cất cánh từ căn cứ không quân của NATO và vận hành bởi các tình nguyện viên nước ngoài? Trước đó, phát biểu bên lề cuộc họp lần thứ 31 của Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng hôm 20 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grosko nói, chúng ta có thể thấy rằng các nước phương Tây tiếp tục bám sát kịch bản leo thang, điều này mang lại những rủi ro to lớn cho họ. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ xem xét điều đó khi lập kế hoạch. Chúng tôi có tất cả các biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Mỹ và các đồng minh đang lên kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine thông qua Liên minh chiến đấu cơ. Các nước như Mỹ, Anh tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ huấn luyện cho phi công Ukraine điều khiển F-16 trong thời gian tới. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng không phản đối việc đồng minh, đối tác cấp cho Ukraine máy bay F-16 do Washington sản xuất. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cho hay, Ukraine cam kết sẽ không sử dụng F-16 để tấn công lãnh thổ Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cam kết rằng họ sẽ không dùng F-16 để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, họ có thể dùng nó ở bất cứ đâu trong lãnh thổ Ukraine có sự hiện diện của quân đội Nga, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh. Kyiv hy vọng có thể nhận được 50 máy bay loại này từ phương Tây để tăng cường khả năng kiểm soát trên không trong cuộc xung đột với Nga. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Irina nhận định F-16 có thể là vũ khí thay đổi cuộc chơi. Khi có F-16, chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột này, ông Irina bình luận. Ông cũng nói thêm rằng, những hệ thống phòng không mà phương Tây viện trợ đến nay không đủ để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga. Lãnh thổ của chúng tôi rất lớn, đường biên giới dài và chiến tuyến kéo dài hơn 2.500 km, ông nêu rõ. Do vậy, theo ông, F-16 có thể giúp lấp đầy lỗ hổng phòng không của Ukraine. Ông thừa nhận, những máy bay chiến đấu của Kyiv từ thời Liên Xô hiện nay không thể ngăn chặn máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga. Nếu phi đội của Ukraine được bổ sung bằng F-16, Kyiv có thể tập kích các mục tiêu quan trọng của Nga như sở chỉ huy, mạng lưới hậu cần và điều đó giúp Ukraine nhanh chóng giành lại lãnh thổ. Trong khi đó, tạp chí Military Watch đánh giá thấp khả năng của F-16 trong việc xoay chuyển cục diện chiến sự Nga-Ukraine. Theo tạp chí này, F-16 sẽ phải đối mặt với các đối thủ đáng gờm của Nga như Su-35, MiG-31 và Su-57. Military Watch cảnh báo, việc chuyển giao tiêm kích F-16 sẽ kéo theo rủi ro lớn cho Mỹ, khi các máy bay này sẽ phải đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ từ không quân và phòng không Nga. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cũng cho biết việc Washington ủng hộ Ukraine tấn công Crimea bằng vũ khí phương Tây cho thấy Mỹ không quan tâm đến hòa bình. Theo hãng thông tấn TASS, ông Antonov cho rằng Washington đã hoàn toàn khiến các thành viên nhóm 7 quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, G7, phải tuân theo ý muốn của nước này về các vấn đề liên quan cuộc xung đột Ukraine. Hơn nữa, ông nhận định Mỹ đã thắt chặt nghiêm túc cách tiếp cận của họ đối với hai vấn đề quan trọng. Tôi đang đề cập đến việc bàn giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, cũng như việc phê chuẩn vô điều kiện các cuộc tấn công vào Crimea bằng vũ khí của Mỹ và các nước phương Tây khác. Những động thái này một lần nữa cho thấy rõ ràng rằng Mỹ chưa bao giờ quan tâm đến hòa bình, ông Antonov cho biết. Đại sứ Nga tại Mỹ nói thêm rằng Moscow sẽ coi các cuộc tấn công vào Crimea như một cuộc tấn công vào bất kỳ khu vực nào khác của Liên bang Nga và cảnh báo sẽ cân nhắc đưa ra các biện pháp đáp trả thích đáng. Ông Antonov cũng chỉ ra Ukraine đang thiếu cơ sở hạ tầng để sử dụng máy bay chiến đấu F-16, cũng như số lượng phi công và kỹ sư bảo trì cần thiết. Theo đại sứ, tất cả những vấn đề này làm dấy lên lo ngại NATO sẽ can dự vào cuộc xung đột trong tương lai, khi các máy bay của Mỹ sẽ cất cánh từ các sân bay của NATO do các tình nguyện viên nước ngoài điều khiển. Trước đó, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ và các đồng minh sẽ bắt đầu đào tạo phi công Ukraine sử dụng chiến đấu cơ F-16. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho biết Washington và các đồng minh sẽ thảo luận chính xác quốc gia nào sẽ gửi máy bay F-16 tới Ukraine. Ông lưu ý rằng những chiếc F-16 không nằm trong danh sách các lô hàng ưu tiên chuẩn bị cho cuộc phản công của Kyiv. Nga sáp nhập Crimea từ năm 2014. Kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, bán đảo nằm ở Biển Đen đã ghi nhận một số vụ tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng. Nga đã cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc và tăng cường tập kích các mục tiêu của Kyiv để đáp trả. Về phần mình,
Ukraine chưa từng công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công trên. Song bất chấp sự hoài nghi của các đối tác nước ngoài, các nhà lãnh đạo Ukraine luôn nói rằng họ có ý định giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn bán đảo này. Bắt đầu với Crimea và sẽ kết thúc với Crimea, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói vào mùa hè năm ngoái. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.